Xin chào các anh chị, chúng ta tiếp tục gặp nhau trong bài học tiếp theo. Vào bài học này thì tôi sẽ nói với các anh chị một số những cái lưu ý, một số những cái đặc điểm của khủng hoảng truyền thông trực tuyến ngày nay. Thế thì thứ nhất tôi muốn nói với các anh chị rằng là khủng hoảng truyền thông trực tuyến hay là khủng hoảng truyền thông nói chung ngày nay là diễn ra rất là thường xuyên, liên tục, diễn ra với nhiều cái nguyên nhân khác nhau, nhiều cái chủ thể khác nhau, đúng không ạ? Cách thức khác nhau, nguy cơ và hậu quả cũng rất là khác nhau. Có thể là cũng nhẹ nhàng thôi, lùm xùm một hai hôm rồi hết, nhưng cũng có thể là dạ là một dấu chấm hết cho một doanh nghiệp, cho một thương hiệu hoặc là cho một cái sự nghiệp của một cá nhân nào đấy, đúng không? Vì sao lại như vậy, đúng không? Là vì hiện nay này, internet phát triển, mạng xã hội phát triển. Các bạn biết đấy, ở Việt Nam là có 62 triệu tài khoản tính đến tháng 2 năm 2019 là tài khoản sử dụng Facebook, đúng không? Hơn 86 triệu tài khoản Zalo tại thị trường Việt Nam, hơn 64 triệu người dùng Internet ở Việt Nam, và với 135 triệu chiếc điện thoại. Thì chúng ta thấy rằng là điện thoại di động này, máy tính này rất là phổ biến, đúng không? Chúng ta có thể quay, chụp, ghi âm, ghi hình vụ việc, sau đó chúng ta kết hợp với mạng xã hội Facebook, YouTube, Zalo, chúng ta đưa lên rồi thì báo chí, các trang tin tức rất là đa dạng, đúng không? Mạng lưới truyền thông và các công cụ truyền thông phát triển rất là đa dạng, khiến cho cái việc mà chúng ta dễ dính vào các nguy cơ, dính vào các vụ việc, dính vào các bê bối khủng hoảng truyền thông rất nhiều. Và cái đặc điểm nữa đấy là do cái hành vi của người sử dụng internet, người sử dụng mạng xã hội là hiện nay họ rất thích là trở nên nổi tiếng, họ rất thích là đưa tin, họ rất thích trở thành các phóng viên bất đắc dĩ, những người đưa tin, những cái người mà có ảnh hưởng, hoặc là người ta cũng muốn câu view, câu like, người ta cũng muốn kiếm một chút fame, nói vui như vậy gọi là nổi tiếng đấy, đúng không? Cho nên là gì? Đi ra ngoài đường thấy có vụ đánh nhau, thấy có vụ tai nạn, thấy có vụ cãi nhau, hay là thấy có cái vụ lùm xùm gì đó, bắt đầu là người ta quay, người ta chụp, người ta đưa lên, các anh chị ạ. Đấy, đấy là cái gọi là cái người dùng phát triển cái nội dung của riêng mình. Sau đó họ cũng bày tỏ các quan điểm, các ý kiến cá nhân, các câu chuyện, các hiểu biết của họ đối với cái vụ việc nó xảy ra. Dù họ không phải là người trong cuộc nhưng họ cũng phản đối, họ cũng đồng tình, họ cũng comment, bình luận, viết bài rất nhiều các cái chủ thể tham gia vào cái quá trình khủng hoảng truyền thông như vậy, đúng không? Tiếp theo đấy là cái đặc điểm là cái tâm lý đám đông, cái tâm lý mà a dua a tòng, đúng không? Ném đá, giấu tay rồi thì phủ nhận trách nhiệm, khiến cho vụ việc ngày càng trở nên phức tạp, ngày càng trở nên đi xa. Cái tâm lý đám đông trên mạng xã hội là một cái tâm lý đám đông mà rất đặc trưng, mà nhất là ở những cái quốc gia như ở Việt Nam, cái tính văn hóa a dua a tòng rất nhiều. Nói cho sướng mồm, chửi cho sướng mồm, đúng cũng chửi, sai cũng chửi, đúng không ạ? Đôi khi là cái sự hiểu biết, cái sự văn minh nó còn chưa được gọi là tốt lắm, thì cái bối cảnh như vậy khiến cho cái việc sử dụng internet và mạng xã hội và nó rất là tùy tiện, và nó có thể gây ra những cái nguy cơ đối với những cái thương hiệu, đối với những cái doanh nghiệp nếu mà dính vào bê bối khủng hoảng, đúng không ạ? Tiếp tục đấy là các cái thiết bị di động thì ngày càng thông minh, hiện đại và phát triển, các thiết bị ghi âm, ghi hình, quay lén thông qua những cái bút hay thông qua những cái vật nhỏ nhỏ gì đó rất nhiều, cho nên là nó sẵn sàng tung hê những câu chuyện đấy lên trên mạng. Các cái nền tảng thì rất là sẵn và hoàn toàn miễn phí, như là YouTube, như là Zalo, như là Facebook, như là web, như là blog, thậm chí là tính ẩn danh vân vân, đúng không? Tiếp tục đến là gì ạ? Đôi khi thì doanh nghiệp và rồi thì các cá nhân, các thương hiệu, CEO thì đôi khi là còn chưa quan tâm một cách đúng mức về cái vấn đề khủng hoảng truyền thông, cho rằng là những cái doanh nghiệp lớn, những cái thương hiệu lớn thì người ta mới bị khủng hoảng, chứ còn như tôi thì bình thường bé xíu, đúng không? Hay là như công ty của thầy Phan Anh chẳng hạn thì có độ 10 nhân viên thì sợ gì khủng hoảng. Nhưng mà không, chúng ta phải hiểu rằng là bất kỳ một cá nhân nào, bất kỳ một doanh nghiệp nào, bất kỳ một thương hiệu nào, dù lớn hay dù nhỏ, dù nổi tiếng hay dù không nổi tiếng, đều có thể bị dính vào những cái khủng hoảng,
Và từ cái vụ việc khủng hoảng hay bê bối như vậy, nó sẽ dẫn ra đến những cái câu chuyện khác, và nó đẩy cái quả bóng đi xa và khiến cho chúng ta đôi khi là gì ạ, cảm thấy là rất mệt mỏi, và chúng ta bị ảnh hưởng về uy tín, thời gian, tiền bạc, sức khỏe, danh dự, rồi thì thương hiệu, rồi thì tài chính, rất là nhiều, đúng không? Đấy, một cái câu hỏi được đặt ra là khủng hoảng truyền thông dễ xảy ra như vậy với nhiều nguyên nhân, và trong một cái bối cảnh hiện nay là đang giống như là họ rất thích những cái scandal như vậy, thế thì trong một cái thời đại như thế này, trong một cái bối cảnh như thế này, thì liệu rằng có phải là một cái dấu chấm hết cho sự nghiệp của một con người, hay là cho một cái thương hiệu, hay cho một cái doanh nghiệp hay không? Và chúng ta phải làm gì để chúng ta có thể là hiểu được nó, biết được quy luật của nó, khắc phục được nó và xử lý khủng hoảng truyền thông tốt nhất nếu nó xảy ra, và giữ cho nó không bị hoặc là giảm thiểu những cái rủi ro nếu như mà cái điều đấy chưa xảy ra. Thế thì đấy là cái câu hỏi rất là quan trọng mà tôi muốn mọi người chúng ta phải suy nghĩ, đúng không? Nó có nguy cơ xảy ra cao, nhưng không có nghĩa là chúng ta không kiểm soát được, không có nghĩa là chúng ta sẽ bị cuốn theo những cái chuyện đó, với điều kiện là chúng ta có kinh nghiệm, chúng ta có hiểu biết, chúng ta có quy trình, chúng ta có con người về cái vấn đề khủng hoảng truyền thông như vậy. Ok, vâng, vừa rồi tôi vừa trình bày với các anh chị một số những cái đặc điểm cơ bản của một cái vụ khủng hoảng truyền thông như vậy để các bạn hình dung ra. Thế thì chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau trong cái bài học tiếp theo để trao đổi sâu hơn nữa về khủng hoảng truyền thông là gì, cách thức, các biện pháp xử lý khủng hoảng truyền thông, các dấu hiệu, các mức độ, đúng không? Rất mong là những cái kiến thức ít ỏi của tôi có thể giúp được cho các anh chị ít nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn.